Chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Biz Lingual này. Đây là nơi mình đã ước lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ học. Chủ đề của clip ngày hôm nay rất là hay, rất là thú vị. Nó sẽ giúp chúng ta giải quyết rất là nhiều thắc mắc mà liên quan đến cái mảng phonology, cụ thể là về âm tiết. Chúng ta sẽ nói về sonority. Khi làm clip này thì mình tham khảo các tài liệu như là sách của Gradler, của McMahon và cái quyển English Phonetics and Phonology của Peter Roach. Quyển này thì khoa mình sử dụng làm giáo trình chính để dạy môn học cùng tên. Khoa mình là khoa ngữ văn Anh thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì mình cũng có tham khảo hai clip ở trên YouTube nữa. Mình sẽ để đường link của hai clip này cũng như là tên sách ở trong phần mô tả bên dưới. Trước khi chúng ta bắt đầu nội dung của clip thì mình muốn nói với các bạn là các bạn hãy xem lại nội dung những clip cũ. Để hiểu được clip ngày hôm nay thì các bạn cần phải xem lại clip về sonorants và obstruents. Nếu lỡ các bạn quên những âm nào là âm sonorants và âm nào là âm obstruents, các bạn có thể coi lại cái clip trailer về syllables mà mình đã làm. Trong đó mình có nêu ra một số câu hỏi. Rồi ở bên dưới thì các bạn có thể thấy mình vừa ra 4 clip về the syllable dựa trên nội dung của sách của Peter Roach. Mình nói về cấu trúc của một âm tiết, rồi cách phân chia ranh giới giữa hai âm tiết khi mà đứng kế bên nhau. Các bạn nhớ nha, phải có kiến thức nền về những cái phần này thì các bạn theo dõi nội dung tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Vậy thì tất cả chúng ta đã biết cấu trúc của âm tiết thì có thể là có phần phụ âm đầu, có thể là có phụ âm cuối hoặc là không. Nhưng chắc chắn là phải có phần rhyme, là phần vần. Trong phần vần đó chắc chắn ta phải có đỉnh âm tiết hay hạt nhân của âm tiết, tức là nguyên âm. Vậy thì nguyên âm là bắt buộc phải có nè, còn phụ âm đứng trước hoặc là đứng sau thì không có bắt buộc, cho nên mình dùng cái đường chấm chấm. Đây là cái cách mình ký hiệu riêng của mình thôi. Và chúng ta cũng ôn lại kiến thức cũ. Peter Roach phát biểu là nguyên âm sẽ là trung tâm của âm tiết, là hạt nhân của âm tiết. Vậy thì là trung tâm của âm tiết nghĩa là sao? Là hạt nhân của âm tiết nghĩa là sao ha? Ví dụ như mình có cái từ print thì các bạn thấy âm E nó là hạt nhân của âm tiết. Ở ngay giữa cái âm tiết này mình có một âm vị mà khi mình phát âm á, mình không có chặn luồng hơi, đó chính là âm E. Nó được vây xung quanh, bao xung quanh bởi những cái âm mà khi mình phát ra mình phải chặn luồng hơi, có thể là chặn luồng hơi hoàn toàn hoặc có thể là chặn luồng hơi một phần thôi. Cho dù chặn kiểu gì đi nữa thì cũng là chặn, và những âm đó sẽ là những âm phụ âm các bạn ha. Vậy thì các bạn thấy á, cái ví dụ đầu tiên của mình thì đúng là âm E, nó là trung tâm, nó nằm giữa. Còn hai ví dụ bên dưới thì E nó không phải là trung tâm. Vậy thì print là một ví dụ minh họa cho thấy việc nguyên âm sẽ là trung tâm của một âm tiết. Cái đó thì tất cả chúng ta chắc là đều rõ. Nhưng mà rắc rối là ở cái chỗ peak. Bởi vì Peter Roach còn phát biểu peak, the vowel is the peak of the syllable. Nguyên âm là đỉnh của âm tiết. Thì trong cái clip trailer mình mới đặt câu hỏi, đỉnh là sao? Mình dựa theo cái tiêu chí gì để xác định nó là đỉnh? Phải có tiêu chí chứ đúng không các bạn? Thì phải có tiêu chí để mà biết nguyên âm nó nhận giá trị lớn nhất, còn phụ âm thì có giá trị thấp hơn. Khi đó ta mới có thể mạnh dạn nói nguyên âm là đỉnh của âm tiết. Rồi, nãy giờ mới là phần giới thiệu thôi, bây giờ mới đến nội dung chính của clip đây. Chúng ta sẽ nói vì sao mà mình lại xác định nè, nguyên âm là đỉnh của âm tiết ha. Rồi từ đó mình sẽ có một số ứng dụng. Đây là kiến thức cũ, các bạn còn nhớ cái bảng phụ âm này hay không? Và các bạn thấy cái đường màu vàng á, mình chia đôi. Phần ở phía trên ta có những âm
plosives, fricatives và affricates. Cái nhóm này gồm có ba cái loại phụ âm đó sẽ được gọi là obstruents. Trong tiếng Việt ta gọi nó là âm ồm. Còn ở bên dưới, những âm nasals, laterals và approximants thì sẽ được gọi là sonorants, là âm vang. Các bạn coi lại clip cũ thì mình có nói ha. Các bạn coi lại nè, trong cái bảng này, plosive, fricative và affricate, nó cùng nằm chung một nhóm với nhau gọi là obstruents. Nhưng mà nó sẽ không giống nhau hết. Khi mà mình đo thì nó sẽ không có giống nhau về cái gọi là sonority. Tương tự, mình có nasal, lateral và approximant. Các nhóm âm này gọi chung là sonorants, nhưng mà về mặt sonority thì không phải nó giống nhau hết. Càng đi lên trên cái bảng này thì sonority, cái độ vang á, nó sẽ càng giảm. Nó sẽ tăng cái tính ồn mà giảm cái tính vang. Trong khi càng đi xuống bên dưới thì mình sẽ càng tăng sonority. Rồi đây là cái bảng nguyên âm ở trong tiếng Anh, mình vẽ theo như sách của Peter Roach. Các âm nguyên âm mình biết nó đều là sonorant, nhưng mà không phải tất cả các âm nguyên âm đều có cái độ sonority giống nhau hết. Âm I nó không có giống với âm R. Vậy thì các bạn cũng nhớ nha, càng lên cao thì cái tính sonority nó sẽ càng giảm, càng xuống dưới mình càng mở miệng ra. Mouth opening thì càng open thì sonority sẽ càng lớn. Còn càng đi lên trên á thì cái tính nguyên âm của cái âm á nó sẽ càng giảm dần. Tại vì trong clip cũ mình có nói âm vang được tạo ra là do cái sự dao động đúng không? Của luồng hơi ở trong cái khoang miệng đúng không các bạn? Cho nên cái khoang miệng mình càng mở to thì sonority nó sẽ càng lớn. Miệng mình càng hẹp thì sonority sẽ càng giảm lại. Vậy thì tất cả những cái âm, nguyên âm và phụ âm mình sẽ gộp nó lại và mình sẽ đặt nó lên trên một cái thang đo. Mình đo chung về sonority ha. Trong sách của Cradler thì ông chỉ có đường biểu thị như vậy. Càng xuống dưới thì nó sẽ càng resonance, sonority sẽ càng lớn. Còn càng lên cao thì cái sự dao động nó sẽ càng giảm lại như hồi nãy mình có nói. Trong sách của McMahon thì gọi nó là sonority sequencing, thì McMahon cũng trình bày tương tự như vậy. Trong clip này thì mình tham khảo hai cái clip YouTube mà mình có để trong phần tham khảo với hồi nãy mình có nhắc. Thì mình sẽ sử dụng các thang đo từ 1 cho đến 7 cho thấy giá trị về sonority. Mình cố tình sử dụng cái màu từ nhạt cho đến đậm. Vị trí của các nhóm âm nó sẽ đảo ngược so với mấy cái slide hồi nãy ha. Mình để những cái âm mà nó least resonance thì nó sẽ nằm bên dưới. Còn most resonance nó sẽ nằm ở phía trên. Càng lên cao thì sonority sẽ càng tăng dần. Mình đảo cái vị trí là chút xíu. Vậy thì stops sẽ có giá trị là 1. Và trong stops thì âm voiceless nó sẽ có cái tính sonority thấp hơn là âm voice. Tại vì voice thì nó sẽ gần với nguyên âm hơn đúng không các bạn? Tại vì tất cả các âm nguyên âm đều là hữu thanh mà. Mình cũng bắt chước clip ở trên, mình xếp affricates ở số 2. Các bạn để ý thấy cái hiện tượng là chặn luồng hơi giữa âm stops và affricates giống nhau đúng không? Bây giờ nếu mà mình đọc âm t với lại nếu mình đọc âm ch thì cũng giống nhau thôi. Cho nên affricates nó sẽ nằm trên fricatives. Với affricates và với fricatives, mình sẽ chia ra thành voiceless và voiced. Thì những âm voiceless có sonority sẽ thấp hơn là âm voiced, âm hữu thanh. Với nhóm sonorants thì nasals sẽ có giá trị là số 4. Về mặt sonority nó sẽ là số 4. Approximants, hai âm L và R sẽ là 5 ha. Còn bán nguyên âm thì ta sẽ có âm W và âm D, nó sẽ có giá trị số 6. Với nguyên âm thì ta sẽ cho nó giá trị số 7. Nhưng mà các bạn biết á, nguyên âm mà cái miệng á, mình phát ra, miệng mình càng mở là low đúng không? Thì nó sẽ có sonority nó sẽ cao nhất. Mình xin lỗi các bạn là khi mình nói thì mình phải sử dụng tiếng Anh, thí dụ như sonority hay là resonant. Tại vì mình không biết những thuật ngữ này ở trong tiếng Việt. Với lại
đôi khi các tác giả ngôn ngữ học người Việt Nam cũng chưa có thống nhất các thuật ngữ khi mà họ dịch từ Anh sang Việt. Vậy chúng ta sẽ ứng dụng cái thang đo sonority đó để giải quyết một số vấn đề sau. Mình sẽ coi trong tiếng Anh á, tại sao cái từ đó mình phải là print. Mình sẽ giải thích hiện tượng của little. Mình đâu thấy có nguyên âm gì đâu, nhưng mà mình vẫn đọc được thành hai âm tiết. Mình sẽ bàn về từ climb, con nghêu, con sài đó, với lại milk. Rồi mình sẽ lấy ví dụ của see it. Rồi mình sẽ lấy ví dụ của it hoặc là it. Ý là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đỉnh của âm tiết. Sau đó chúng ta sẽ nói syllabic consonant. Nó sẽ có thể là đỉnh của âm tiết. Chúng ta giải thích tại sao như thế, tại sao có một số phụ âm lại có thể là đỉnh của âm tiết. Đến phần số 3 thì chúng ta sẽ coi lại, chúng ta sẽ áp dụng sonority scale để coi cái cấu trúc của âm tiết trong phần onset và phần coda. Với số 4, mình dùng ví dụ của verb phrase see it để mình giải thích vì sao mình có linking giờ, hay là các bạn sẽ tự áp dụng rồi các bạn giải thích tại sao có linking word, có intrusive word. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ coi cái đuôi ES và ED, tại sao mình lại có cách phát âm như thế, tiếng Anh lại quy ước như thế. Bây giờ mình đến phần đầu tiên. Chúng ta sẽ giải thích coi thế nào là đỉnh của một âm tiết, tại sao lại nói nguyên âm là đỉnh của một âm tiết. À, bây giờ thì mình đã hiểu rồi. Khi mà nhìn vô cái sơ đồ parabol này, các bạn thấy rõ ràng E có giá trị là lớn nhất, cho nên nó nằm cao nhất. Vậy thì mình nói nguyên âm là đỉnh của một âm tiết là đúng rồi. Bây giờ thì các bạn hãy quan sát hai cái biểu đồ này ha. Ở bên tay trái thì hồi nãy mình nói rồi, đây là print. Mình đọc lên thì có một âm tiết, đúng không? Và mình nhìn lên cái biểu đồ thì mình thấy nó có một đỉnh. Nhưng mà nhìn qua bên phải á, chỉ nhìn cái hình thôi, biểu đồ thôi, thì các bạn thấy liền luôn là mình có đến 3 đỉnh, đúng không? Như vậy thì đây không phải là một âm tiết impossible syllable, đúng không? Tại vì một âm tiết thì chỉ có một đỉnh mà thôi, ha? Với cái sơ đồ ở số 3, chúng ta có đến 3 đỉnh âm tiết, cho nên sự kết hợp của các phonemes theo cái thứ tự là r, p, e, g, ch không phải là một possible syllable các bạn ha. Rồi bây giờ mình đến phần syllabic consonant. Các bạn xem trong ví dụ này, đọc phần phiên âm á, thì mình thấy chỉ có một nguyên âm duy nhất là âm e. Nhưng mà khi phát âm từ này, ta vẫn có thể đọc lên được hai âm tiết, ta đếm vẫn được hai âm tiết, little, little, little. Vậy thì ở đây ký hiệu L rồi có một đường gạch ngắn ở dưới cho thấy âm L đó là một syllabic consonant. Nó được làm đỉnh của âm tiết. Nhìn trên sơ đồ thì các bạn sẽ thấy đúng là cái hình này mình có hai đỉnh ha. Cái đỉnh thứ hai đó là âm L mà mình ghi màu nâu đó. Vậy thì sẽ có một số phụ âm được đứng làm đỉnh của âm tiết. Khi mà chúng ta không có nguyên âm thì phụ âm đó sẽ là đỉnh của âm tiết. Đó là những phụ âm mà nó phải có cái tính nguyên âm, nó phải có cái độ sonority cao. Trong tiếng Anh thì sẽ có âm m, n. Có một số trường hợp ta có ng, rồi có âm l sẽ được là đỉnh của âm tiết. Sonority của nó có giá trị là 4 hoặc là 5. Và nó sẽ đứng sau một phụ âm nha các bạn. Cho nên L ở phía trước là clear L, nó không có thể nào là đỉnh âm tiết được ha. Nó đứng ở phía đầu, ở trong phần onset thì không được, mà phải đứng sau, nó phải đứng ở trong phần coda, thì khi đó nó sẽ là đỉnh của âm tiết. Rồi bây giờ ta sẽ lại áp dụng sonority scale để chúng ta giải thích cái cấu trúc của âm tiết, phần onset và phần coda. Tại sao ta gọi k là một initial consonant và l là post initial consonant trong sơ đồ ở bên tay trái, như phân tích của loại clip về the syllable. Các bạn tìm clip đó ở trong đường link mà mình để trong phần miêu tả nha. Thì mình thấy rõ ở bên tay trái nè, k nó sẽ nằm thấp nhất, nó sẽ được gọi là initial. Rồi lên trên mình có L,
Trước khi lên đến đỉnh thì mình có L. Vậy L này sẽ làm post initial vì nó đứng ở phía sau âm initial. Tương tự như vậy trong phần coda thì K nó sẽ là thấp nhất trong coda luôn, cho nên nó sẽ được gọi là final consonant. L thì không có thấp bằng ha, cho nên nó sẽ được gọi là pre-final. Các bạn xem một số ví dụ nữa, khi ta có learned và sings cũng y chang như vậy thôi, mặc dù ở đây ta có sự xuất hiện của một mục phim mới. Như trong learned thì d là của cái hình vị là hình thức quá khứ của động từ, nó gắn vô. Nhưng nếu chúng ta bỏ qua phần morphology, cứ xét theo phonology thì d nó sẽ là final và n nó sẽ là pre-final. Sings cũng vậy, z có giá trị là 3, còn ng có giá trị là 4, nó cao hơn, cho nên ng nó sẽ là pre-final, còn z sẽ là final. Vậy thì mình thấy khi mà chúng ta phân tích về phonology thì chúng ta tách biệt nó ra khỏi morphology, cho nên quan điểm của mình là mình sẽ không tính là đây có mấy hình vị, mà mình cứ tính theo cái sự phát âm của âm đó. Cho nên mình khác với Peter Roach ở chỗ này một chút, đó là quan điểm riêng của mình thôi. Nhưng mà khi các bạn học theo sách giáo khoa thì các bạn phải bám theo sách nha. Ta có một số trường hợp ngoại lệ nha các bạn. Ở bất cứ quy tắc ngôn ngữ nào thì cũng có ngoại lệ. Đó là các bạn sẽ thấy nó sẽ đứng cao hơn âm initial và âm p trong phần onset, trong từ speak ha. Nhưng mà vẫn không phải là peak, không phải là một đỉnh âm tiết mới nha. Tại vì nó vẫn là một âm ồn. Âm ồn thì không có làm syllabic consonant được. Với lại ở đây xuất hiện ở trong phần onset chứ không phải trong phần coda. Khi mà chúng ta có phần onset gồm có 3 phụ âm liên tục S, T, R cũng như vậy luôn, thì S sẽ là pre-initial, T sẽ là initial và R sẽ là post-initial. Bây giờ mình quan sát trường hợp bất quy tắc khi mà nó nằm ở phần coda nha. Như các bạn có thể thấy ở bên hình bên tay trái á, thì nó cao hơn k, đúng không? Cho nên vì nó là bất quy tắc, chúng ta sẽ có k là final, rồi sẽ là post final. Kết thúc rồi mà lại còn hậu của kết thúc nữa, post final. Các bạn nhớ là nhìn hình á, các bạn đừng nghĩ rằng ở đây có đến hai đỉnh âm tiết, không phải đâu, vì là một obstruent consonant, nó là âm ồn chứ không phải là âm vang, cho nên nó không có đủ tư cách để làm một syllabic consonant, cho nên chúng ta vẫn đọc ra một âm tiết mà thôi, six. Tương tự với trường hợp của banks, chúng ta có thêm một morpheme nữa để chỉ danh từ số nhiều thì cũng là bất quy tắc luôn, cũng là ngoại lệ luôn ha. Đáng lẽ có là final, trước đó thì mình có pre-final là ng, như vậy là đủ rồi, nhưng mà bây giờ lại còn quẹo lên một cái nữa, vậy thì nó sẽ là post final. Và cũng trong trường hợp này cũng giống như six, không phải là một đỉnh âm tiết mới tại vì nó không phải là một sonorant consonant. Rồi, điểm thứ tư mình muốn nói trong clip ngày hôm nay đó là các bạn để ý thấy ví dụ mình có see rồi it, see rồi it. Giả bộ các bạn không thấy cái đường ở giữa xuống âm d ở giữa đi, thì các bạn thấy nè, see it. Cái verb phrase này nó sẽ có hai cái đỉnh âm tiết, đúng không? Thì đọc see it có một cái khoảng cách ở giữa sẽ khó, cho nên bây giờ mình sẽ có một âm d để mà mình nói liền qua luôn, nói liền hai cái đỉnh luôn thì như vậy sẽ dễ đọc hơn. Đó là lý do vì sao mà người ta sẽ nhét một cái linking d giữa C và it, bởi vì khi mình đọc á, thì lưỡi sẽ đi qua vị trí của giờ, vì vị trí của giờ và y nó rất là gần với nhau. Vậy các bạn hãy áp dụng sonority scale để các bạn giải thích linking word cũng như là intrusive r. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng sonority scale để mình giải thích coi tại sao trong tiếng Anh thì cái đuôi sed mình đọc là is hoặc là it. Tại sao lại là nguyên âm E chứ không phải là bất kỳ nguyên âm nào khác? Tất cả chúng ta đều biết là danh từ số nhiều, hat, số nhiều sẽ đọc là hats, đúng không? Like, ngôi thứ ba số ít, mình sẽ đọc là s. Rồi, quá khứ của like
sẽ là light. Rồi đó là nguyên tắc về assimilation of voicing. Âm cuối của mình á, trong chữ hat that là một âm voiceless, thì nếu thêm s vô sẽ phải đi với một âm voiceless luôn, một âm vô thanh luôn. Tương tự like k là voiceless, cho nên chúng ta sẽ muốn nó kết hợp với một âm voiceless để dễ đọc, nên chúng ta sẽ đọc là likes, đúng không? Light tương tự k và t đều là voiceless. Chúng ta áp dụng cùng nguyên tắc đó để giải thích tại sao hand d thì số nhiều sẽ là z, là tại vì nó là một âm voiced, thì khi số nhiều mình cũng đọc là z luôn, cũng là voiced luôn, thì sẽ dễ dàng voiced đi với voiced. Tương tự go, nó tận cùng là o là một nguyên âm, nguyên âm, tất cả nguyên âm thì đều là voiced, cho nên mình sẽ đọc là goes ha. Z, vô thanh đi với vô thanh, hữu thanh đi với hữu thanh, nguyên tắc là như vậy. Nhưng chúng ta gặp vấn đề với chữ kiss, chúng ta không biết tại sao lại đọc là kisses, sao lại đọc là wanted. Khi mà thêm các phụ tố đó, thì nếu mà strictly speaking, nếu mình áp dụng đúng, áp dụng sát theo cái nguyên tắc là assimilation of voicing, vô thanh đi với vô thanh, hữu thanh đi với hữu thanh á, thì chúng ta sẽ phải gấp đôi cái phụ âm cuối. Khi đó chúng ta sẽ đọc âm thành hai lần, kiss, wanted. Nhưng mà trong tiếng Anh, English phonotactics không cho phép cái hiện tượng đó, mình không được duplicate cái âm. Giải pháp thứ hai cũng không vừa lòng những người bản ngữ, đó là chúng ta sẽ kéo dài phụ âm ra. Kéo thế nào bây giờ? Các bạn coi, mình đọc như vậy nó có khác. Đọc như vậy nha. Kiss. Nó có khác với khi mình đọc kiss hay không? Không, đúng không? Nó cũng y chang à. Tại vì trong tiếng Anh sẽ không phân biệt độ dài của phụ âm ha. Độ dài của nguyên âm thì có, nhưng mà độ dài của phụ âm thì người ta không có phân biệt, không thể nào đọc là kiss. Nó sẽ khác, nó có nghĩa là kisses, nó có nghĩa là hi. Nhiều nụ hôn chứ không phải là một nụ hôn. Không có, trong tiếng Anh không có chuyện đó. Đó là chưa kể đến từ want. Giờ đọc làm sao để mà âm nó kéo dài được bây giờ? Tại vì mình, đối với âm stop thì mình lưỡi đụng nứa rồi bật, lưỡi đụng nứa rồi bật, chứ làm sao mà kéo dài cái sự bật đó ra được. Cho nên chữ want cũng không được nữa các bạn. Nên chúng ta sẽ phải áp dụng giải pháp thứ ba, đó là mình sẽ insert, mình sẽ chèn một nguyên âm vô. Nhưng mà cái nguyên âm này phải là một nguyên âm ngắn thôi, nó yếu thôi, nó có cái sonority thấp nhất có thể, nó có cái tính nguyên âm thấp nhất có thể, để nó không làm thay đổi nghĩa của từ. Vậy thì mình tra trên cái bảng sonority hồi nãy thì nguyên âm là yếu nhất, sonority yếu nhất sẽ là âm E. Rồi từ cái âm E đó thì có nhiều người họ sẽ giảm nó thêm nữa, người ta sẽ không đọc là kisses mà đọc là kisses, không đọc wanted mà là wanted, để giảm nó xuống nữa các bạn ha. Ok, vậy chúng ta đã đi qua cái phần rất là thú vị, sonority scale, sonority sequencing. Chúng ta đã coi nó ứng dụng giải quyết những chuyện gì. Thứ nhất là lý giải tại sao mình nói là nguyên âm là đỉnh của âm tiết. Thứ hai là giờ thì chúng ta thật sự hiểu được sao có một số phụ âm được đứng để làm đỉnh của âm tiết. Và chúng ta cũng hiểu hơn, rõ hơn về cấu trúc của onset và của coda. Phần số 4 chúng ta dựa vào sonority scale để giải thích tại sao mình có linking the, linking the, rồi tại sao có intrusive the. Và cuối cùng là chúng ta biết tại sao cái đuôi es, ed phải đọc là is hoặc là it. Tại sao đó là in mà không phải là một nguyên âm nào khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi clip này của Bizling Corner. Clip này thật sự mình làm khá là công phu và phải dành rất là nhiều công sức, rất nhiều thời gian. Mình rất mong là các bạn sẽ giúp mình chia sẻ clip đến các bạn bè của mình, cũng như là đừng quên đăng ký kênh
Mình sẽ làm thêm nhiều clip nữa để giúp các bạn có thể tự học tốt hơn và cũng để hỗ trợ các giáo viên trong quá trình dạy ngôn ngữ học tiếng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha!